Giê-rê-mi chương 37. Hy vọng hão huyền của Sê-đê-kia. Sê-đê-kia, con trai Giô-si-a, được Nebuchadnezzar, vua Babylon, lập làm vua Giu-đa thay cho Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim. Nhưng cả vua cùng quần thần và dân chúng trong xứ đều không nghe lời Đức Giê-hô-va phán qua nhà tiên tri Giê-rê-mi. Vua Sê-đê-kia sai Giê-hu-can, con trai Sê-lê-mia, và thầy tế lễ Sô-phô-ni, con trai Ma-a-sê-gia, đến nói với nhà tiên tri Giê-rê-mi: "Xin ông vì chúng tôi cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta." Bấy giờ Giê-rê-mi còn đang đi lại giữa dân chúng chưa bị giam giữ. Trong khi đang bao vây Jerusalem, quân canh đê được tinh quân của Pharaon đã xuất chinh từ Ai Cập, nên chúng rút lui khỏi Jerusalem. Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Giê-rê-mi: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán: Các ngươi hãy nói lại với vua Giu-đa, người đã sai các ngươi đến cầu hỏi ta rằng: Này, quân Pharaon đã lên cứu các ngươi, sẽ phải quay về xứ sở chúng là Ai Cập. Quân canh đê sẽ quay lại đánh thành này. Chúng sẽ chiếm và phóng hỏa đốt thành. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đừng tự dối mình rằng quân canh đê chắc chắn sẽ rút khỏi chúng ta, vì chúng sẽ không rút đi đâu. Dù các ngươi có đánh bại cả đạo quân canh đê khi chúng giao chiến với các ngươi đến nỗi trong trại chúng chỉ còn lại các thương binh, thì mỗi người cũng sẽ trỗi dậy phóng hỏa đốt thành này." Giê-rê-mi bị giam giữ. Sau khi quân canh đê rút khỏi Jerusalem vì đạo quân Pharaon đang tiến đánh, thì Giê-rê-mi ra khỏi Jerusalem đến đất Benjamin để nhận phần sản nghiệp của mình giữa dân đó. Nhưng khi nhà tiên tri Giê-rê-mi đến cổng Benjamin, thì một cảnh vệ tên là Ghi-rê-gia, con trai Sê-lê-mia, cháu Hanania, đã bắt ông và nói: "Ông là kẻ trốn chạy sang quân canh đê." Giê-rê-mi đáp: "Nói láo, ta đâu có chạy theo quân canh đê." Nhưng Ghi-rê-gia không nghe, cứ bắt Giê-rê-mi và giải về cho các thủ lĩnh. Các thủ lĩnh nổi giận với Giê-rê-mi, chúng đánh đòn và giam ông trong nhà thư ký Jonathan, vì chúng đã biến nhà đó thành nhà tù. Vậy Giê-rê-mi bị giam vào ngục, nhốt trong hầm tối và bị giữ ở đó lâu ngày. Sau đó vua Sê-đê-kia sai đưa Giê-rê-mi về cung và bí mật hỏi ông: "Đức Giê-hô-va có phán lời gì không?" Giê-rê-mi đáp: "Thưa con." Rồi ông nói tiếp: "Vua sẽ bị nộp vào tay vua Babylon." Giê-rê-mi còn hỏi vua Sê-đê-kia: "Tôi đã làm điều gì không phải với vua, quần thần của vua hay với dân này mà vua bỏ tù tôi?" Các nhà tiên tri của vua đã nói tiên tri rằng vua Babylon sẽ không đến đánh các ngươi hay đánh đất này, thì nay chúng ở đâu rồi? Bây giờ xin vua là chúa tôi vui lòng lắng nghe và chấp nhận lời nài xin của tôi. Xin đừng trả tôi về lại nhà thư ký Jonathan, kẻo tôi sẽ chết tại đó." Vua Sê-đê-kia truyền giữ Giê-rê-mi trong sân vệ binh, mỗi ngày cấp cho một chiếc bánh từ phố hàng bánh, cho đến khi bánh trong thành không còn nữa. Vì thế Giê-rê-mi ở lại trong sân vệ binh. Giê-rê-mi chương 38. Giê-rê-mi bị thả xuống hố sâu. Sê-pha-tia, con trai Ma-thang, Gê-đa-lia, con trai Pha-su-rơ, Du-can, con trai Sê-lê-mia, và Pha-su-rơ, con trai Man-ki-gia, đều có nghe những lời Giê-rê-mi giảng trước toàn dân. Đức Giê-hô-va phán: "Ai ở lại trong thành thì sẽ chết bởi gươm đao, đói kém hoặc dịch bệnh. Nhưng ai ra đầu hàng người canh đê thì sẽ được sống. Họ sẽ giữ được tính mạng như được chiến lợi phẩm và sẽ sống.
Đức Giê-hô-va phán: Thành này chắc chắn sẽ rơi vào tay đạo quân của vua Babylon. Vua ấy sẽ chiếm thành. Các thủ lĩnh tâu với vua: Xin sai giết người này đi, vì những lời ông ta nói đã làm nản lòng binh sĩ ở lại trong thành cũng như toàn dân. Người này không tìm cầu điều ích lợi cho dân chúng mà chỉ đem lại thiệt hại thôi. Vua Sê-đê-kia đáp: Này, nó đang ở trong tay các ngươi, trẫm không thể làm gì trái ý các ngươi được. Họ liền bắt Giê-rê-mi và thả xuống hố của hoàng tử Man-ki-gia trong sân vệ binh. Họ dùng dây thả Giê-rê-mi xuống hố không có nước, chỉ có bùn. Giê-rê-mi bị lún trong bùn. Ebed-melet cứu Giê-rê-mi. Thái giám Ebed-melet người Ethiopia đang ở trong cung vua thì được tin người ta thả Giê-rê-mi xuống hố. Bấy giờ vua đang ngồi tại cổng Benjamin. Ebed-melet từ trong cung vua đi ra và đến tâu với vua: Muôn tâu bệ hạ, những người này đã đối xử rất tàn ác với nhà tiên tri Giê-rê-mi. Họ đã thả ông ta xuống hố để ông chết đói dưới đó, vì trong thành không còn bánh nữa. Vua liền truyền lệnh cho Ebed-melet người Ethiopia: Hãy đem 30 người ở đây đến kéo nhà tiên tri Giê-rê-mi lên khỏi hố trước khi ông ấy chết. Ebed-melet đem những người đó theo mình và đi vào cung vua, đến một chỗ ở dưới kho. Tại đó ông lấy dẻ và áo quần cũ, rồi dòng dây thừng thả xuống hố cho Giê-rê-mi. Ebed-melet người Ethiopia nói với Giê-rê-mi: Xin ông lót mấy miếng dẻ và quần áo cũ ấy giữa nách và dây thừng. Giê-rê-mi làm đúng như vậy. Họ dùng dây kéo Giê-rê-mi lên khỏi hố. Giê-rê-mi ở lại trong sân vệ binh. Sê-đê-kia lại hỏi ý kiến Giê-rê-mi. Vua Sê-đê-kia sai người đưa nhà tiên tri Giê-rê-mi đến gặp riêng vua tại cửa thứ ba của nhà Đức Giê-hô-va. Vua nói với Giê-rê-mi: Ta có một điều muốn hỏi ngươi, đừng giấu ta điều gì cả. Giê-rê-mi liền tâu với vua Sê-đê-kia: Nếu tôi nói cho vua biết, liệu vua không giết tôi sao? Còn nếu tôi khuyên vua, chắc vua chẳng nghe tôi. Vua Sê-đê-kia bí mật thề với Giê-rê-mi rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng tạo dựng linh hồn chúng ta, ta sẽ không giết ngươi và không phó ngươi vào tay những kẻ tìm hại mạng sống ngươi. Giê-rê-mi nói với Sê-đê-kia: Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán thế này: Nếu ngươi đầu hàng các thủ lĩnh của vua Babylon, thì ngươi sẽ được sống và thành này sẽ không bị thiêu hủy. Ngươi và gia đình ngươi sẽ sống. Nhưng nếu ngươi không đầu hàng các thủ lĩnh vua Babylon, thì thành này sẽ rơi vào tay người canh đê. Chúng sẽ phóng hỏa đốt thành và ngươi sẽ không thoát khỏi tay chúng. Vua Sê-đê-kia nói với Giê-rê-mi: Ta sợ một khi đã đầu hàng quân canh đê, người Giu-đa sẽ nộp ta vào tay chúng và chúng sẽ ngược đãi ta. Giê-rê-mi nói: Người ta sẽ không nộp vua đâu. Chỉ cần vua vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va qua những gì tôi nói với vua, thì vua sẽ được an lành và giữ được mạng sống. Nhưng nếu vua không chịu đồng hàng, thì đây là lời Đức Giê-hô-va tỏ cho tôi. Này, tất cả phụ nữ còn lại trong cung vua Giu-đa sẽ bị dẫn đến cho các tướng lãnh của vua Babylon. Họ sẽ nói với vua rằng: Bạn bè thân tín của vua đã dỗ dành vua và thắng hơn vua. Bây giờ, khi chân vua đã lún sâu trong bùn, thì chúng tránh xa vua. Tất cả vợ con của vua sẽ bị giải nộp cho người canh đê, còn vua cũng sẽ không thoát khỏi tay chúng, nhưng sẽ bị vua Babylon bắt và thành này sẽ bị lửa thiêu hủy. Sê-đê-kia nói với Giê-rê-mi: Đừng cho ai biết những lời này thì ngươi sẽ không chết. Nếu các thủ lĩnh biết ta đã nói chuyện với ngươi, nên đến gặp ngươi và nói: Hãy thuật lại cho chúng tôi những điều ông đã nói với vua, cũng như những gì vua nói với ông. Đừng giấu điều gì cả,
thì chúng tôi sẽ không giết ông. Ngươi hãy trả lời, tôi đã cầu xin vua đừng bắt tôi trở về nhà Jonathan, kẻo tôi chết ở đó. Thật, các thủ lĩnh tìm gặp và gặng hỏi Jeremy. Ông lấy những lời vua đã truyền dặn mà đáp lại các quan. Họ thôi không hỏi ông nữa, vì không ai biết việc đó. Như vậy, Jeremy ở trong sân vệ binh cho đến ngày Jerusalem thất thủ. Khi Jerusalem thất thủ, Jeremy chương 39. Thành Jerusalem bị thất thủ. Vào tháng thứ 10, năm thứ 9 triều Sê-đê-kia, vua Giu-đa Nebuchadnezzar vua Babylon đem cả binh lực đến tấn công và vây hãm Jerusalem. Ngày mùng 9 tháng 4 năm thứ 11 triều Sê-đê-kia, thành bị chọc thủng. Tất cả các quan chức cao cấp của vua Babylon đều đến và ngồi ở cổng giữa. Đó là Netgan, Sarese, Samganebo, trưởng hoàng quan, Sasekim, quan chiêm tinh, Netgan, Sarese, cùng các quan chức cao cấp khác của vua Babylon. Khi thấy chúng Sê-đê-kia, vua Giu-đa và tất cả binh lính liền trốn ra khỏi thành. Đang đêm, họ theo con đường trong vườn vua qua cổng nằm giữa hai bức tường và đi theo con đường về hướng Azaba. Nhưng đạo quân canh đê đuổi theo và bắt kịp Sê-đê-kia tại vùng đồng bằng Jericho. Chúng bắt vua và giải về cho Nebuchadnezzar vua Babylon tại Ribla trong đất Hamat. Tại đó vua Nebuchadnezzar xét xử vua Sê-đê-kia. Vua Babylon tàn sát các con trai Sê-đê-kia trước mặt vua ấy tại Ribla. Vua Babylon cũng sai giết tất cả các quan chức Giu-đa nữa. Vua ấy cũng sai móc mắt Sê-đê-kia xiềng lại bằng những dây xích đồng để giải về Babylon. Quân canh đê phóng hỏa đốt cung vua và nhà cửa của dân chúng, phá đổ tường thành Jerusalem. Dân chúng bị lưu đày. Quan chỉ huy vệ binh là Nebusa-adan bắt số dân còn sót lại trong thành, những người đầu hàng và dân còn sót lại trong xứ mà đầy sang Babylon. Còn những người nghèo khó không có sản nghiệp gì thì quan chỉ huy vệ binh Nebusa-adan cho họ ở lại trong đất Giu-đa, đồng thời cấp cho họ các vườn nho và đồng ruộng. Nebuchadnezzar vua Babylon truyền lệnh cho tướng chỉ huy vệ binh Nebusa-adan về Jeremy như sau: hãy đem ông ấy về chăm sóc chu đáo, đừng làm gì tổn hại đến ông, nhưng phải làm đúng theo điều ông ấy yêu cầu. Chỉ huy trưởng vệ binh Nebusa-adan, quan giám cung Nebusaban, quan chiêm tinh Netgan, Sarese và tất cả các quan chức cao cấp của vua Babylon sai người đưa Jeremy ra khỏi sân vệ binh, rồi giao cho Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan, đem ông về nhà. Ông sống giữa dân chúng. Lời hứa cho Ebed-Melet khi còn bị giam trong sân vệ binh, có lời Đức Giê-hô-va phán với Jeremy như sau: con hãy đến gặp và bảo Ebed-Melet người Ethiopia rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán, này, ta sắp thực hiện lời ta phán về thành này, tức là giáng họa chứ không phải ban phước. Đến ngày đó, các lời ấy sẽ thành sự thật trước mặt ngươi. Đức Giê-hô-va phán, nhưng trong ngày đó ta sẽ giải cứu ngươi. Ngươi sẽ không bị nộp vào tay những kẻ làm cho ngươi sợ, vì chắc chắn ta sẽ cứu ngươi. Ngươi sẽ không ngã dưới lưỡi gươm. Ngươi sẽ giữ được mạng sống mình như được chiến lợi phẩm, vì ngươi đã tin cậy ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Jeremy chương 40. Jeremy được tự do. Có lời của Đức Giê-hô-va phán với Jeremy:
sau khi chỉ huy trưởng vệ binh Nebuzaradan trả tự do cho ông tại Rama. Lúc Nebuzaradan sai tìm Jeremy, thì ông ấy đang bị xiềng chung với những tù nhân khác của Jerusalem và Juda sắp bị đày qua Babylon. Chỉ huy trưởng vệ binh sai gọi Jeremy đến và nói: Jehovah, Đức Chúa Trời của ông đã quyết định giáng tai họa xuống nơi này, và Đức Jehovah đã làm như Ngài đã phán. Vì các người phạm tội chống lại Đức Jehovah và không vâng theo tiếng Ngài, nên việc này đã xảy đến cho các người. Bây giờ tôi tháo xiềng khỏi tay ông. Nếu ông thấy việc đi với tôi sang Babylon là tốt, thì xin cứ đi và tôi sẽ săn sóc ông. Nếu ông thấy đi với tôi sang Babylon là không phải thì xin đừng đi. Này, khắp xứ đang ở trước mặt ông. Ông thấy đến nơi nào là tốt và đi đâu là phải thì xin cứ đi. Vì Jeremy chưa ra về nên Nebuzaradan nói tiếp: Ông nên trở về với Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan, là người mà vua Babylon phong làm tổng đốc các thành Juda đi. Ông có thể ở với ông ấy giữa dân mình, hay ông muốn đi đâu tùy thích. Viên chỉ huy trưởng vệ binh cung cấp lương thực và quà tặng rồi để ông đi. Jeremy đi đến chỗ Gedalia, con trai Ahikam ở Mít-ba, và sống với ông ấy giữa dân chúng còn sót lại trong xứ. Gedalia làm tổng đốc Juda. Khi các viên chỉ huy và binh lính còn chiếm đóng vùng thôn quê, được tin vua Babylon đã lập Gedalia, con trai Ahikam, làm tổng đốc trong xứ và giao cho ông cai trị đàn ông, đàn bà, trẻ con là những người cùng khốn nhất trong xứ chưa bị lưu đày qua Babylon, thì họ đến gặp Gedalia tại Mít-ba. Những viên chỉ huy đó gồm có Ismael, con trai Nethania, Johanan và Jonathan là các con trai Kareat, Seraya, con trai Tanmuhet, các con trai của Ephai ở Netopha và Yesania, con trai người Maaka cùng binh lính của họ. Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan, dùng lời thề mà hứa với các người ấy và binh lính của họ: Anh em đừng ngại làm tôi người canh đê. Cứ ở lại trong xứ và thần phục vua Babylon thì anh em sẽ được an lành. Riêng tôi sẽ ở lại Mít-ba để thay mặt anh em tiếp những người canh đê sắp đến đây. Còn anh em hãy thu hoạch rượu nho, hoa quả mùa hạ và dầu rồi chứa vào các bình. Hãy sống trong các thành mà anh em đã chiếm đóng. Cũng vậy tất cả những người Juda đang ở Moab và giữa con cháu Ammon ở Edom và các xứ khác nghe vua Babylon đã chừa lại một số người tiếp tục ở trong xứ Juda và đã lập Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan làm tổng đốc. Thì những người Juda đó từ khắp nơi mà họ bị đuổi đến đều trở về xứ Juda, đến với Gedalia tại Mít-ba. Họ thu hoạch rất nhiều rượu và trái mùa hạ. Bây giờ Johanan, con trai Kareat và các viên chỉ huy lực lượng chiếm giữ miền thôn quê đến tìm Gedalia tại Mít-ba và nói: Ông có biết Ba-alit vua Ammon đã sai Ismael, con trai của Nethania, đến giết ông không? Nhưng Gedalia, con trai Ahikam, không tin lời họ. Johanan, con trai Kareat, bí mật nói với Gedalia tại Mít-ba: Xin ông cho tôi đi thủ tiêu Ismael, con trai Nethania, sẽ không cho ai biết cả. Tại sao để nó cất lấy mạng sống ông, làm cho mọi người Juda tụ họp quanh ông phải bị tan lạc, là dân sót của Juda bị tiêu diệt? Nhưng Gedalia, con trai Ahikam, nói với Johanan, con trai Kareat rằng: Đừng làm điều đó, điều anh nói về Ismael không đúng đâu.